Chào các bạn nhé. Buổi trưa mình ngồi mình sửa hai cái này, một cái máy sấy săn thao và một cái cái từ Maria. Vừa lừa được hai đứa con nó đi ngủ, giờ này buổi trưa cho nó ăn sớm để cho nó ngủ, để chiều dậy nó đỡ lằng nhằng các bạn ạ. Chứ không cho nó ngủ nó cứ linh tinh cả lên. Bây giờ phải luyện cho nó ngủ nên bây giờ phải nói thật khẽ khàng không bọn chúng nghe thấy. Thì mình sẽ test thử cái bếp từ này trước. Cái bếp từ này là khách dùng thường xuyên nhé. Chúng ta sẽ thấy này, họ dùng rất nhiều, nó có cái độ bóng của mỡ, họ dùng thường xuyên thay bếp ga hay sao ấy các bạn ạ. Ghim điện thì thấy con tận 3-4W này các bạn này, nhưng mà không lên gì các bạn nhé. Như vậy là con này không phải cháy cầu chì rồi. Mình thích không cháy cầu chì để sửa cho chi phí nó rẻ, chứ cắm điện không gì là cháy cầu chì, là chết công suất, có khi sửa nó lại cao hơn một chút và sửa nó mất công hơn. Thích những bếp từ nó báo lỗi hoặc là lo hỏng nguồn cấp trước các bạn ạ. Còn ốc nữa không biết là bếp này đã từng mình sửa chưa. Chưa nhưng mà bị nước vào mọi người ạ, rất là bẩn luôn. Nếu mà mình sửa thì mình sẽ ghi ở đây ngay, không có, đang soi dấu vết của mình. Đây chúng ta sẽ nhìn nhá, do họ nấu thường xuyên và nhiệt độ nó tăng lên này, nó sẽ ám khói cháy này luôn. Đó, phải đi vệ sinh qua đã nha, mình cảm giác như có nước, không phải nước đâu, do họ dùng nó ấy vào thôi, nhưng vẫn phải ra, đi ra kia phải vệ sinh. Ôi rồi ôi, ban đậy nó đây này mọi người. Mọi người thấy nó nổ không? Đây, sửa chữa tháo ra mới biết nhá. Nổ đen đây nó luôn này, chắc là ám khói rồi. Bây giờ tạm thời mình dừng máy quay để mình ra mình đánh sạch vệ sinh nó qua đã. Và đi ra ngoài kia thì kiểu gì chuông cửa nhưng mình nó cũng kêu, nên mình sẽ vào trong nhà mình rút cái chuông nó đi đã. Không thì nó kêu, cứ đứng ngoài đây nó kêu để bọn trẻ con nó dậy. Thôi tạm thời dừng video đã nhá. Cái cửa nhà mình ấy là mình có lắp cái chuông cảm ứng, tức là cứ có người đi qua ấy là nó sẽ kêu. Đêm hôm có bọn mèo nó vào nó bắt chuột nó cũng kêu các bạn ạ. Vừa mồi xử lý hai cái này cho thằng cu bạn. Chúng ta sẽ thấy này, cái đầu này của Đức nhé, đây là cuộn hút phanh ở trong xe lưng điện đấy các bạn ạ. Thấy của Granny, mà cái sáng xe lưng này này, sáng xe lưng này của Mỹ mọi người ạ. Mình hay sửa sạc cho nó thì nó có hai cục này, nó tháo ra tháo vào nên là nó không bị cháy đâu, mà nó bị đứt ở đây. Mình vừa mới đấy, mình bôi xin cồn chưa khô này, cuộn hút đấy, giống cuộn hút xe 24V, cuộn hút trong trục Z, khóa trục Z của máy CNC. Nó tháo ra, nó tháo vào, nó đứt cái đầu, cái mỏ đầu này này. Cái đầu này rất khó hàn luôn, mình đã khéo léo mình hàn và mình đổ keo silicone cho nó giữ lại. Toàn đồ của nước ngoài. Thì bây giờ con này mình phải test xem vi xử lý nó có sống nữa. Nếu mà nó chết thì bỏ luôn. Chúng ta sẽ nhìn này, bây giờ nó không lên được, bởi vì tại sao nó lại không lên được nhá. Để mình sẽ cho mọi người tham khảo là tại sao nó lại không lên được. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng ấy, là con này nguồn gốc trước không chết đâu, mình đã không chết đâu. Nhưng ấy, là hai cái con diốt này này, hai con diốt này là chỉnh niu này thì có 300 à, có cả chu kỳ ở đây. Được đi qua con diốt này nữa, sau đi qua điện trở cầu chì ta sẽ được cái tụ là được lọc 300V được con tụ này này. Thì cái chiều dương đây nó đi qua tải, nó được lọc nó sẽ đi về mát này này. Và nó đã đi theo cái đường này, nó phải đi qua cái dây di này. Dây di này đó chính là con điện trở xăng để nó về mát, về âm này. Và nó sẽ lửa chu kỳ mà nó sẽ phải đi về đây và đi về đây mọi người nhé.
Tóm lại mình hay nói cho mọi người là kín mạch, đường có đi rồi nhưng mà không về được. Xoay chiều đi rồi, xoay chiều đi tới đây rồi, nhưng mà để đi về đến đây thì nó đi về thì không được. Ví dụ như nửa chu kỳ đây nó là dương chẳng hạn nhé, thì dương đi qua đây này, đi tới đây này, đi qua tải, đi về đây này, đi qua cái này và đi tới đây, và do cái dây này nó là dương ấy, thì nó sẽ đi qua con diốt lội trong này để nó về đây là âm mọi người nhé, và ngược lại các bạn ạ. Do đó mà bị như này thì không thể về được, thì nó tịt luôn, nó không lên gì nữa. Chắc là khách đang chạy sẽ lổ bụp một phát, thế là tịt không lên gì nữa cả, và đem tới mình sửa. Mình vừa đang làm cái hai cái con hút kia của thằng bạn kia, thằng bạn thân của mình, nó về sáng nó ở dưới nội thành, nó đi nó chạy một cái xe chuyên sửa máy móc, xe lân, nó đi từ Hà Nội nó đi lên Bắc Linh, nó đang làm trên bến Bắc Linh, hôm nay đang làm bến Bắc Linh. Thì đây nhá, mình sẽ cấp thử 5V này, thì mát ở chân e này đây nhá, nó kêu tít cái thì bắt đầu sẽ ok đấy. Đây này, chả kêu gì nữa cả, chết toi rồi. À đúng không nhỉ? Không phải, đây mới là 7805. Đây 7805, đây là ra, con này là con mở quạt, nhìn nhầm. Đó, tít như thế là ok nhá. Phải test được sống chứ, không nỡ là chết thì sửa mất công các bạn ạ. Con này thì bây giờ đầu mỏ hàn đất của mình rất nhiều, mỏ hàn sung ấy sẽ hàn nó lại. Đang chờ cái mỏ hàn quýt nó lên nhiệt, nên tháo bằng cái này trước đã xem có được không. Cũng được mà, cháy hết rồi mọi người ạ, cháy đen rồi. Tìm cách làm sao xong tiếp xúc thật tốt, một con nổ cái này luôn thôi, để mình thay một cái giờ con rờ săn này vậy, rờ săn bếp media đây, rờ săn đây. Thế con IGBT này nó còn sống không ấy, con này là phải làm thật bám thật tốt nhá, bởi dòng chảy qua cái này nó lớn lắm mọi người ạ. Lần đầu tiên thay rờ săn, cũng phải lần đầu tiên, nhiều lần cũng thử rồi khi không tìm được lỗi ấy, cũng bắt thử rờ săn với khi nó chết đâu, nhưng nó nổ như này thì nó sẽ chết đấy. Ôi nó cháy này mọi người, đi kinh không, nó phải cháy om lâu lắm rồi đấy. Kệ nó om, nó tạo nhiệt tạo đường như thế thôi, kệ thôi, không sao cả, không vấn đề gì. Đó, bây giờ mình sẽ tìm cái đầu mỏ hàn đứt. Mỏ hàn đứt đây các bạn. Đau mà, dẫn điện tốt lắm. Cái luôn. Quan trọng là bám là cái dây gì này, các bạn này. Cái đây rờ săn này. Đấy, nó sẽ bám vào đấy đấy các bạn ạ.
Chưa thì em tăng nhiệt vào hàn đấy, nhưng vẫn hàn được ok. Ngấu vào trong luôn. Còn một chỗ cần hàn nữa là đó là chỗ này này các bạn này. Cây dây gì để đưa về VR đấy mọi người ạ, chỗ này này. Đó, bây giờ những cái xỉn này thì nó cũng dẫn điện ra đấy thì nó cũng chỉ dẫn đến đấy thôi. Còn đâu nó đã có một cái sự dẫn điện tốt ok rồi, mọi người nhé. Dẫn điện tốt ok là cái này rồi, có ẩm thấp ở đây cũng không sao cả. Đã có thanh đồng. Đã có thanh đồng xử lý cho. Đấy, nó ngấu lên như này luôn. Này thì để cái này đây đi. Thế là hết. Mình đoán là bị trào nước à. Trào nước xuống là nó bị như thế các bạn ạ. Nó lổ nhưng mà trên này không hề có nước gì. Mình cảm giác chỉ thấy ở đây có này này, mọi người này. Thử cái đã nha, xem nó ok không. Này nó bị đứt như này, mình hay chơi cái trò như này này. Vừa đi vừa lại, chơi trò đi vào trong này. Thế, ô cái này là cái gì đây? Như là xin keo gì, kinh quá ấy. Bếp của người ta đấy. Con này chắc đang chạy lỗ bụt. Cũng không khô, mặt kính rất là khô luôn. Chắc chạy nhiều nó hấp hấp ẩm như đấy nó bị như các bạn. Chứ không phải là đổ nước. Đấy, đã tít nha. Tắt cái điện đây đi cho mọi người nhìn thấy này. Hôm nay có ánh nắng ngoài trời. On. Đấy, pha sùng đấy. Tỏ về. Ok, 8A mà mọi người. Xong con này. Tiếp đến con máy sấy tóc của cùng một người mà các bạn. Trước khi lắp ốc cho cái dầu nhớt vào đây không thì con lại thấy nó ẩm thấp thế nó lại hỏng sửa đi. Bây giờ đang ở mức giữa đấy các bạn. Thôi lắp ốc lại thôi để bắt đầu chuyển sang con kia. Chả biết cái đầu bếp từ kia nó có cái mỡ dầu ấy, rửa chả rửa sạch được các bạn ạ. Con này thì thấy hình như hỏng kiểu gì họ tự tháo ra mà, tháo ra lắp vào đang bay kênh rồi. Thôi chả thử nữa, tháo hẳn ra để xem nó hỏng thế nào nhá. Ốc ô rồi, chả còn con ốc nào ở đây nữa cả mọi người ạ. Thế ốc của họ nó vứt đâu? Để mình lựa nó ra đã nhá, chưa biết cách tháo ra kiểu gì. Cạy cái này ra, cạy cái đường trước ra, bởi vì thấy là hai cái này nó úp vào nhau các bạn ạ, nên có dây dao rạch ra đây. Nhưng mà nhìn kỹ ấy, ốc này đã tháo rồi này, thường nó sẽ lôi lại sau cơ. Chúng ta sẽ để ý nó có một cái mũi tên M ở đây,
đi lên trên thì chúng ta sẽ cầm đây, chúng ta xoáy các bạn ạ. Đây là cái mẹo để tìm cách tháo đó, xoáy ra là cái lẫy này thì bắt đầu mình mở được hai cái ốp này, hai bên ra. Con này nó thiết kế kiểu Ý cơ. Đây này mọi người này, đấy để không biết là nó còn cái gì nữa không. Con này nó mở theo kiểu là hai cái lật ra nhau chứ không phải rút từng trước đằng sau các bạn ạ. Nó lại thế ấy, nên độc lạ cơ. Chắc là còn lẫy nữa thôi. Ốc thì đã ra ra đây ra rồi mà. Cái này thì chẳng có ai hướng dẫn tháo nó ra đâu bao giờ đâu các bạn ạ. Chúng ta phải tự chúng ta tư duy và chúng ta nhìn chúng ta phá nó ra, sửa là một cách phá. Đấy, chỉ còn lẫy thôi. Cái này mình đã cắt rồi mà. Và mình biết là cái này kiểu gì nó úp vào đây thì phải tháo cái này ra này, nó có lẫy thôi. Nên bảo là tháo ra như nào cho nó chuẩn thì mình không thể phán đoán được, chỉ có tự tháo ra, hỏng chỗ nào, vỡ chỗ nào, phá, gọi là phá ra thì chúng ta sẽ xử lý lại thôi. Cái lẫy thì chúng ta hàn. Đây là khách cũng muốn tháo ra sửa rồi nhưng mà họ không tháo ra được đấy các bạn. Đó, đã tháo ra được nhá. Công tắc thì nó ở đây để cắt chắc là ô. Công tắc thì mà lại không đúng à. Phải ấn được đúng cái này đi. À nó phải đúng cái khe này. Đúng cái khe này đưa xuống thì nó đúng vị trí đấy. Anh sản xuất ghê thật. Thì chưa biết là hỏng gì. Phải đem đến cho mình. Muốn tháo ra rồi nhưng mà máy sấy tóc thì nó hay đứt ở đây lắm này. Nhất là họ dùng lâu năm ấy. Là cứ lay đi lay lại là hay đứt nổ ở đây này. Nhưng con này thì khả năng là không phải. Nhìn rất là ngon này. Đo dây đã nhá. Đo thử dây. Chưa biết hỏng hóc thế nào mà. Nhiều khi sửa chữa là không biết hỏng hóc gì. Khách cứ đem đến là để mình này. 1 dây thông này. 2 dây thông như vậy là không lỗi. Công tắc xem nào. À, công tắc đang xỉn cháy này. Đúng rồi. Công tắc đang bị xỉn cháy không bật lại được nữa này. À đấy bật được rồi. Như vậy là con này lỗi công tắc rồi. Để mình nhìn xem bên nào là bên nhiệt, bên nhiệt với bên bị nặng. Nhìn như này thì một bên là nhiệt, một bên là gió thì đang lỗi bên gió mà. Cứ thử bật lên thử cắm điện thử xem nó có chạy gì không. Không gì cả luôn mọi người ạ. Không tiếp xúc không gì, như là cháy cụt chỉ, như là dây đứt ấy. Cái này khả năng họ công tắc nhé, để mình dò thử xem nào. Công tắc 4 tiếp điểm, 4 chân 14A 125V, đang lắp vào 250V đấy. Đây này, 14A, à cái này thì 250, cái này thì 125. 125 này. Thầy zoom lên nhé, cho mình thấy, mọi người thấy là mình đọc đúng nhá. Chịu được 14A 125V này. Bên này thì 14A 250V. Nó hiểu kiểu ghê. Thôi để mình xử lý xem có đúng là công tắc không. Đang nghi ngờ công tắc thôi. Như vậy là đúng cái công tắc đang chạy để bị nhá. Mọi người này, chúng ta sẽ để ý này. Đây là GAC là chân com đi lên trên luôn rồi. Còn đây là GAC nữa này. Nó đến cái chân ở giữa của cái công tắc đang bị chạy. Mình thấy nó chạy đúng công tắc ở giữa luôn. Thì gạt có thể nó sẽ gạt lên trên. Nó bám ở trên hoặc bám ở dưới. Nếu là nó đưa sang cái chuyển chạy trạng thái này nữa. Như vậy là công tắc này là công tắc quan trọng nhất, nó đã chịu dòng của cả gió và của cả ấy đấy. Thì với cái máy sấy tóc như này thì nó thường là khi chạy tốc độ chậm yếu ấy, thì là nó sẽ có con diode ở trong này là dây AC vào để chỉnh đi được thông mạch, tức là được chạy qua tải chỉ qua một con diode thôi, tức là nửa chu kỳ được qua, còn một nửa chu kỳ con diode nó ngăn. Còn ở chế độ mạnh ấy, thì bắt đầu là con diode đấy là sẽ được loại bỏ, thì là cả chu kỳ được chạy qua tải. Mọi người nhé, bây giờ tìm cách xử lý công tắc thôi. Tháo nó ra đảo hai cái cho nhau rồi sửa bên kia để một cái chạy bình thường, còn đâu cái bị lỗi thì con thằng bị mất nhiệt thôi, chơi trò ý đi. Nhưng mà giờ để tháo ra mà cần dây này để đánh dấu dây đấy, dấu dây không thể quên nhé mọi người nhé. Thôi mình dùng chính cái máy quay này mình biết dây luôn, để tí nữa mình mở ra mình nhìn dây dài dây xanh dây lâu. Ok, đây này các bạn, nó cháy này. Nó cháy đúng cái dây AC này, dây AC nó vào điểm này nhá. Nó lại sụt xuống dưới nên là không tiếp sang bên này với bên này nữa mọi người ạ. Nó lại dùng cái dây mảnh này lại tiếp xúc đúng ở đây thôi, nhưng cái khác thì lại chung nhau. Nó nên con này có lật như này cái thì sẽ được các bạn ạ. Lật cái sẽ được, nhưng mà mình bảo rồi, mình sẽ chơi cái võ ấy. Là mình đảo hai con cho nhau, vì chúng ta sẽ thấy cái chân này là không sử dụng này. À, đảo ra là sẽ được.
mà cái tiếp xúc đang bị chảy này sẽ làm là cái này nó ok các bạn nhé. Nhưng thôi để xử lý xem có về không, cháy hết rồi, hai tiếp điểm chỉ còn một tiếp điểm thôi, mà cháy đúc tiếp điểm là dây AC vào này nên nó tịt đấy, nó không có gì cả đấy các bạn ạ. Mình sửa cái này xong mình lắp sang kia, chuyển cái kia sang đây để khi chạy thì có thể nó sẽ mất nhiệt một phần thôi các bạn ạ. Vừa xử lý xong bên trong này, chúng ta sẽ để ý nó làm đúng như này nhá. Thì cái dây AC vào nó nằm ở đây này các bạn ạ, nó nằm đúng ở đây nhá. Thì con này khi chúng ta tắt về đây thì ok, nhưng khi chúng ta bật lên ấy, bật lên ấy thì tương đương với cái này nó dính vào nhau, cái này và cái này dính vào nhau thì bắt đầu nó đi sang đây, nó đi sang này, nó đi các loại các thể loại đấy các bạn ạ. Do đó mà bây giờ ấy, mình sẽ chơi trò lật ngược lại như này đó, để khi tắt này là cái này có thể nó sẽ mất, nó không đi được à, nó vẫn phải lên nhỉ. Nhưng mà lại ở phía trên nếu mà bị hỏng cái đấy thì ở phía trên thì nó là một cái tiếp xúc mới các bạn ạ, phía trên nó là cái tiếp xúc mới này đó, thì nó sẽ có thể là nút ở giữa thì không tác dụng, nhưng mà ở trên nó ok. Nhưng mà mình đã thử được sửa được rồi nhá, nó thông hết này các bạn thấy chưa, còn ở dưới đang không thông này, gạt xuống thì là nó tắt ở dưới, tắt ở dưới thì ok, thì con dây AC này coi như không dính. Xong gạt lên nhá, được cái này, được cái này, hai cái này đang dính với nhau, gạt lên trên ấy thì là hai cái này dính với nhau. Thôi tóm lại là chả cần đổi, mình cứ sửa như này coi như là một cái tiết điểm mới luôn rồi các bạn nhé, là có thể nó sẽ chịu được ok. Chơi trò này đi, hỏng lại tính tiếp, làm gì có cái công tắc này mà thay đâu mọi người. Có cái thì mình còn phải đối trực tiếp, là khách cứ cắm điện là nó chạy ở tốc độ 1 mọi người ạ, sau đó là bật thì được chuyển sang tốc độ 2, không dùng nữa thì rút điện. Cái này là do những cái máy sấy tóc này công suất nó lớn quá, công suất nó lớn này dẫn tới là khi nó chạy là cái dòng chảy qua của cái công tắc này nó lớn, và cái công tắc này dây thì dây à cái đã nhá, cái nhựa của nó là nhựa chịu nhiệt thì ok, nhưng toàn nhựa PP, nhựa mềm này, nhựa mềm nên nó bị thế. Con này mình không biết vừa nãy nó nằm ở đâu nhỉ, để mình xem, hình như nó nằm ở đây à, hình như nằm ở đây sao. Thôi để mình nhận dừng để mình nhìn nhá, mình đang không quên hai cái dây này rồi, cái trên thì biết rồi, cái dưới này thì chưa biết. Thôi để dừng view để xem tháo ra như nào, lắp như thế thôi các bạn. Này thì đồ này không vào các bạn ạ, nó còn lẫy đây này, kệ đi. Đó, test thử nhá. Kim điện này thì đầu tiên phải bật cái chế độ này. Mọi người nhìn đồng hồ nhá. Đấy, nó giữa đây. Chưa có nhiệt đâu, chỉ có gió thôi. Ở đây là nhiệt này. Đó, đã ăn nhiệt lên nhá. Tắt này, tăng nhiệt này, tăng nhiệt nữa này. Đó, tăng công suất hết cỡ này. Đó. Đây là mất nhiệt này, đây là gió yếu này, đây là tăng công suất nhiệt này. Tóm lại nếu mà nó chảy thì nó sẽ khách sẽ sử dụng được cái nút trên cao trên cùng này. Còn cái này có thể sẽ không tiếp xúc, nhưng mà nó vẫn, mình đã xử lý rồi thì nó vẫn tiếp xúc ok. Bạn hay gặp nhá mọi người nhá. Thôi video kết thúc, chào các bạn nhá.